rất thích nhìn con quay tít quay tròn, cười du dương nhìn con quay tròn trên đất những vòng tròn, vẽ nên tuổi thơ tôi thật nhanh. Con đã qua ngày xưa bãi đất nào đã không còn những đường vẽ, dán vai nhà cao trên nhau tròn trôi lôi vào nhỏ bé. Cùng đến với phần dự thi của thí sinh Lưu Hiền Trinh mã số 07 với ca khúc Con Quay của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cùng với sự hỗ trợ của nhóm band. Và bây giờ chắc chắn là Lưu Hiền Trinh đang rất hồi hộp chờ đợi những lời nhận xét của ban giám khảo. Xin mời ạ. Xin chào em. Xin chào quý vị khán giả. Trước hết cho chị được bày tỏ tình cảm với em trong đêm chung kết xếp hạng, bởi lẽ chị chắc có lẽ còn ít có dịp để được trò chuyện cùng em. Theo dõi em qua 4 đêm thi và đêm nay là đêm thứ 5, thì chị có thiện cảm với em ở một điều là em là người là tiêu biểu cho một cái thế hệ trẻ dám đương đầu với thử thách và dấn thân vào những cái mới. Điều đó nó có hai lựa chọn. Tuy nhiên có thể là sẽ không thành công, nhưng mà khi thành công rồi thì cái sự thành công đó nó rất là rạng rỡ. Và trong đêm hôm nay, em đã thuộc về vế thứ hai. Em cảm ơn chị rất nhiều ạ. Em đã dám mạnh dạn chọn một ca khúc mới và nó cũng không phải là dễ thể hiện. Và ngày hôm nay em thật đẹp và em đã đưa khán giả vào trong cái vòng quay của em. Tuy nhiên, họ không hoang mang, không rơi vào một chốn vô định mà em đã đưa họ vào cái tâm điểm của vòng xoáy đó, cuối cùng là cái đẹp. Chị xin chúc mừng em và hy vọng rằng em sẽ có kết quả thật tốt trong đêm nay. Em xin cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn quý vị khán giả. Xin chào em. Tất cả những lời hay ý đẹp thì chị Thúy đã nói hết rồi. Tức là
tuần trước thì anh đã nói nhiều về ưu điểm của em, và ở trong tuần này thì anh thấy là những ưu điểm đấy còn được thể hiện xuất sắc hơn nữa. Rất là cảm ơn em, chúc mừng em. Em cảm ơn anh ạ. Xin cảm ơn những lời nhận xét của ban giám khảo. Và quý vị thân mến, hãy ủng hộ cho Lưu Hiền Trinh bằng cách soạn tin nhắn THTH khoảng cách 07 gửi về tổng đài 8483 để giúp bạn trở thành thí sinh được yêu thích nhất trong ngày hôm nay các bạn quý vị nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với phần dự thi của thí sinh tiếp theo.